Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc, thì với nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, Tin Mới xin tiếp tục gửi đến quý vị khán giả bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức mới nhất. Đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay là thông tin về diễn biến đợt lũ thứ 3 đang xảy ra ở nước này. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Đập Tam Hiệp hứng đợt lũ thứ 3, 12 thành phố bên sông Dương Tử nguy cấp. Lở đất chặn sông ở Trung Quốc khiến khu dân cư và nhà máy điện gặp nguy hiểm. Trung Quốc dự báo thêm mưa lớn, nước sâu nhanh ở hồ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần. Thưa quý vị và các bạn, sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm nay ở thượng nguồn vào chiều ngày thứ 2 vừa qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao. Theo đài CCTN, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 mét khối mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 mét khối mỗi giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả kể từ tối ngày thứ Bảy đã tàn phá khắp huyện Kiến Thủy, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180mm. Chính quyền địa phương vào sáng ngày Chủ nhật đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ hai lên mức cao thứ nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là hơn 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày Chủ nhật đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ Hai, mưa lớn và dông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm. Một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70mm, kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày thứ Bảy vừa qua. Theo Ủy ban cứu trợ và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy cho hay, 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp vùng đất rộng lớn của đất nước này. 12 thành phố này nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Sao Hồ, bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạn Phụ và Vu Hồ. Vào ngày Chủ nhật, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước ở hồ Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà ở An Huy được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày thứ Hai. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm ngày thứ Bảy đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước. Ngày thứ Bảy, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C hoặc hơn 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho nắng nóng gay gắt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Thưa quý vị, đi kèm với tình hình mưa lớn liên tiếp thì một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra, chặn một con sông ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đất đá đã tạo thành một hồ nước trên sông Yan Khang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Liu Jing, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh.
Hiện tại, các chuyên gia nhận định sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện nay. Trước đó, vào ngày thứ Ba, một trận lở đất khác cũng đã xảy ra ở làng Maihe, khu tự trị Asituya và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 10 triệu mét khối đất đá đổ sụp xuống sông Thanh Giang. Một nhánh của sông Dương Tử tạo thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng. Vào tối ngày Chủ nhật vừa qua, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp tục diễn ra trên nhiều nơi ở Trung Quốc trong tuần tới, gây thêm áp lực lên hệ thống phòng chống lũ lụt của nước này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa ở một số nơi có thể lên tới 180mm. Trung tâm cho biết một số nơi ở những vùng này sẽ chứng kiến lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ, đi kèm sấm sét và gió mạnh. Lũ lụt đã xảy ra dọc theo sông Trường Giang hay sông Dương Tử và các con sông lớn khác khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc từ các thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam cho đến Cam Túc cách đó 1.000km về phía Bắc đã chứng kiến lượng mưa lớn trong 2 tháng qua với mực nước trên nhiều con sông đang ở mức nguy hiểm. Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tại Hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn nằm giữa hai tỉnh ven biển giàu có là Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, bộ này cũng cho hay mực nước tại các sông Trường Giang, sông Hoài và Hồ Thái Hồ đã giữ ở mức cao trong thời gian dài và đang có áp lực ngày càng tăng đối với các hệ thống phòng thủ lũ lụt. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ ở lưu vực sông cũng đưa ra cảnh báo về mực nước dâng nhanh chóng ở thượng nguồn và tại hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo Tân Hoa Xã, kể từ tháng này, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phải chịu những cơn mưa liên tục trong những tuần vừa qua, dẫn đến trận lụt tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục dâng cao. Giới phân tích từ nhiều chuyên gia giả thuyết, nếu vỡ đập Tam Hiệp sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, được so sánh như là thảm họa của sóng thần. Vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp thừa nhận rằng, một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào 3 ngày trước đó, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ là rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt tính đến tuần qua, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sụp đổ. Tuy nhiên, theo ông Michael Ashlin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford của Mỹ, thì tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí là 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người đã phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chảy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm vào chiều ngày Chủ nhật, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Ông Ashlin viết trên tờ National Review nhận định rằng,
đó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl, một vụ nổ lò phản ứng hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu. Có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói, vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Aslin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.